Minh Đường Tử Vi mến chào các bạn. Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, vạn sự cát tường. Sau đây mời các bạn đón xem tử vi 12 con giáp thứ năm ngày 27 tháng 1 năm 2022, và theo âm lịch hôm nay là ngày 25 tháng Chạp năm Tân Sửu. Ngày này là ngày Canh Thìn tháng Tân Sửu năm Tân Sửu, và ngày hôm nay là ngày Hắc Đạo. Các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ Mậu Dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Tư Mệnh, giờ Canh Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Thanh Long, giờ Tân Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Minh Đường, giờ Giáp Thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc Kim Quỹ, giờ Ất Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Bảo Quang, giờ Đinh Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Ngọc Đường. Giờ Hắc Đạo trong ngày gồm có giờ Bính Tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Thiên Lao, giờ Đinh Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Nguyên Vũ, giờ Kỵ Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Câu Trần, giờ Nhâm Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Thiên Hình, giờ Quý Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Chu Tước, giờ Bính Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Bạch Hổ. Về ngũ hành niên mệnh Bạch Lạc Kim, ngày Canh Thìn tức chi sinh can, nghĩa là thổ sinh cho kim, và ngày hôm nay là ngày cát. Vài nạp âm Bạch Lạc Kim, kỷ tuổi Giáp Tuất, Mậu Tuất, ngày thuộc hành kim khắc với hành mộc, đặc biệt là tuổi Mậu Tuất nhờ kim khắc mà được lợi. Ngày Thìn lục hợp với Dậu, tam hợp với Tý và Thân, thành thủy cục xung với Tuất, hình Thìn, hình Mùi, hại Mão, phá Sửu và tuyệt Tuất. Về tuổi xung khắc trong ngày, tuổi xung trong ngày gồm có tuổi Giáp Tuất, Mậu Tuất, Giáp Thìn, tuổi xung trong tháng, tuổi Quý Mùi, Đinh Mùi, Ất Dậu, Ất Mão. Về các sao tốt xấu trong ngày có các sao tốt như sao Thiên Đức tốt mọi việc, sao Nguyệt Đức tốt mọi việc, sao Thiên Mã tốt cho việc xuất hành, giao dịch, mua bán, ký kết hợp đồng, cầu tài lộc, sao Thiên Ân tốt mọi việc. Sao xấu trong ngày gồm có sao Tiểu Hao xấu về giao dịch, mua bán, cầu tài lộc, sao Nguyệt Hư xấu đối với việc giá thú, mở cửa, mở hàng, sao Băng Tiêu ngoại hãm xấu mọi việc, sao Hà Khôi kỵ về xuất hành, cưới hỏi, khởi công, động thổ, xây dựng về nhà cửa, sao Bạch Hổ kỵ về an táng, sao Sát Chủ xấu mọi việc. Về hướng xuất hành tốt trong ngày, Hỷ Thần hướng Tây Bắc, Tài Thần hướng Tây Nam. Và sau đây mời các bạn đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ năm ngày 27 tháng 1 năm 2022. Mời các bạn theo dõi nội dung chi tiết. Tử vi tuổi Tý thứ năm ngày 27 tháng 1 năm 2022. Xem vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi Tý cho chúng ta thấy là bạn tuổi Tý trong ngày này đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp Thân Tý Thìn phù trợ. Cái điều này sẽ giúp cho công việc của bạn tuổi Tý trong ngày hôm nay trở nên thuận lợi hơn trước rất chi là nhiều. Và nhất là đối với những ai đang theo đuổi con đường công danh, sự nghiệp, khoa cử sẽ sớm có được thành tích đáng ngưỡng mộ. Ngoài ra, trong vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi Tý, sự xuất hiện của chính tài chiếu mệnh, cái điều này còn mang đến cho bạn không ít những tin vui liên quan tới vấn đề về tiền bạc. Sự thể hiện xuất sắc của bản thân mình với bạn tuổi Tý chắc chắn sẽ có được cơ hội thăng chức, tăng lương trong khoảng thời gian này nữa nhé. Chỉ tiếc rằng trong chuyện tình cảm của bạn tuổi Tý ngày thứ năm này lại chẳng được mấy tốt đẹp khi bạn đang gặp ngày có ngũ hành thổ thủy xung khắc. Với sự bất đồng quan điểm khiến cho những mâu thuẫn, tranh cãi giữa hai người càng trở nên căng thẳng hơn trước. Và nếu như không ai chịu nhún nhường ai thì nguy cơ tan vỡ là điều khó có thể tránh khỏi được với bạn. Vài câu quyết cho bạn tuổi Tý trong ngày thứ năm này. Tử vi tuổi Giáp Tý thuộc mệnh Kim, công việc được thuận lợi, có được cơ hội thăng tiến đang đến rất gần. Tử vi tuổi Bính Tý thuộc mệnh Thủy, chỉ có nỗ lực mới có thể đem lại cho bạn những thành quả như mong đợi. Tử vi tuổi Mậu Tý thuộc mệnh Hỏa, không phải lo lắng về chuyện tiền bạc. Tử vi tuổi Canh Tý thuộc mệnh Thổ, đừng lơ là về sức khỏe của bản thân. Tử vi tuổi Nhâm Tý thuộc mệnh Mộc, tình cảm lứa đôi trục trặc, có nhiều mâu thuẫn. Và đánh giá của bạn tuổi Tý trong ngày thứ năm này, sự nghiệp
5 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 27, số 69, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu xanh dương, quý nhân phù trợ, tuổi thìn, tuổi thân, tuổi sửu. Tử vi tuổi sửu, thứ năm, ngày 27 tháng 1 năm 2022. Xem vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi sửu, cho chúng ta thấy là bạn tuổi sửu trong ngày này đang gặp ngày có cục diện ngũ hành sửu thìn tương phá. Cái điều này sẽ ảnh hưởng không hề nhỏ lên mối quan hệ xã giao của bạn trong ngày hôm nay. Với bạn tuổi sửu đang có những quan điểm trái chiều là nguyên nhân khiến cho bầu không khí trở nên nặng nề hơn, và đây chính là cơ hội để cho kẻ tiểu nhân xen vào phá hỏng mọi thứ mà bạn đã gây dựng từ suốt tới bây giờ nhé. Trong vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi sửu á, lại đang xuất hiện cuộc kiếp tài chiếu mệnh. Cái điều này cũng cho thấy với bạn khó giữ được tiền bạc trong tay, nhất là khi bạn dễ dàng tin vào những lời ngôn ngoạc của những kẻ xấu, và bạn tuổi sửu đừng có để bị che mắt bởi những lợi ích ở bên ngoài mà có thể sẽ đưa ra quyết định sai lầm, khó có thể sửa chữa được. Và trong ngày thứ năm này với bạn tuổi sửu lại đang gặp ngày có thổ khí vượng. Cái điều này cho thấy với bạn cần phải chú ý quan tâm nhiều hơn tới vấn đề sức khỏe của bản thân mình, đề phòng các bệnh liên quan tới máu huyết, bệnh về tim mạch hay là các bệnh thường gặp liên quan tới dạ dày và đường ruột. Và chỉ cần bạn chủ quan lơ là một chút thôi, bệnh tật có thể sẽ tìm tới bạn bất cứ lúc nào đó nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi sửu trong ngày thứ năm này, tử vi tuổi Ất Sửu thuộc mệnh Kim, đừng để cho kẻ tiểu nhân có cơ hội để hạ bệ bạn. Tử vi tuổi Đinh Sửu thuộc mệnh Thủy, các mối quan hệ xã giao không được mấy tốt đẹp. Tử vi tuổi Kỷ Sửu thuộc mệnh Hỏa, tình cảm gia đình không có nhiều chuyển biến. Tử vi tuổi Tân Sửu thuộc mệnh Thổ, sức khỏe của bạn đang có dấu hiệu bị giảm sút, đừng có lơ là chủ quan. Tử vi tuổi Quý Sửu thuộc mệnh Mộc, cần phải cẩn thận, kẻo tiền bạc lại rơi vào kẻ xấu. Và đánh giá của bạn tuổi Sửu trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 11, số 54, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu nâu, màu cà phê, quý nhân phù trợ, tuổi Tỵ, tuổi Dậu, tuổi Tý. Tử vi tuổi Dần, thứ năm, ngày 27 tháng 1 năm 2022. Xem vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi Dần, cho chúng ta thấy là bạn tuổi Dần trong ngày này đang gặp ngày có cục diện ngũ hành Dần Thìn Tam Hội. Cái điều này sẽ giúp sức cho bạn tuổi Dần trên con đường chinh phục được những mục tiêu mới, và đây là cơ hội tuyệt vời để cho bạn có thể thực hiện những dự án mà bạn đã ấp ủ bấy lâu nay. Chỉ tiếc rằng trong vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi Dần lại đang gặp ngày có thiên quan ngáng trợ vận trình của bạn, cho nên với bạn tuổi Dần cũng cần phải hết sức thận trọng trong cách hành xử của mình, đặc biệt là khi đối đầu với những người có chức quyền. Và nếu như bạn không kiềm chế được cảm xúc mà nóng giận buông lời trách mắng thì mọi việc sẽ càng chuyển biến theo chiều hướng xấu hơn với bạn nhé. Và trong ngày thứ năm này với bạn tuổi Dần lại đang gặp ngày có mộc thổ xung khắc. Cái điều này cho thấy về mối quan hệ giữa bạn với các thành viên trong gia đình không mấy hài hòa, đôi bên vì hiểu lầm mà trở nên xa cách, với những lời nói tưởng như là vô tình lại chính là mũi dao cứa sâu vào trong lòng của đối phương nữa đó nhá. Về câu quyết cho bạn tuổi Dần trong ngày thứ năm này, tử vi tuổi Giáp Dần thuộc mệnh Thủy nên chú ý hơn tới các chế độ ăn uống, nghỉ ngơi, đừng có làm việc quá sức. Tử vi tuổi Bính Dần thuộc mệnh Hỏa, cơ hội để cho bạn thực hiện những dự án mà bạn đã ấp ủ bấy lâu. Tử vi tuổi Mậu Dần thuộc mệnh Thổ, đối với những bạn đang còn độc thân, chưa có được cơ hội tìm được một nửa phù hợp cho mình. Tử vi tuổi Canh Dần thuộc mệnh Mộc, gia đạo không mấy hài hòa, tình cảm đôi bên vì hiểu lầm mà xa cách nhau. Tử vi tuổi Nhâm Dần thuộc mệnh Kim, công việc trở nên được thuận lợi, suôn sẻ hơn. Và đánh giá của bạn tuổi Dần trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 22, số 81, giờ tốt từ 21 giờ đến 23 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh lá, màu đen, quý nhân phù trợ, tuổi Ngọ, tuổi Hợi, tuổi Tuất. Tử vi tuổi Mão, thứ năm, ngày 27 tháng 1 năm 2022.
Xem vận trình ngày thứ năm này với bà tuổi Mão, cho chúng ta thấy là bà tuổi Mão trong ngày này đang có được báo hiệu sự xuất hiện của quý nhân tương hội sẽ mang đến cho bạn có được những tác động vô cùng là tích cực lên vận trình của mình ngày hôm nay. Và ngày này với bà tuổi Mão, công việc của bạn nhanh chóng được hoàn thành, mang về cho bạn những thành quả bước đầu vô cùng là hứa hẹn nữa. Lại thêm, trong vận trình ngày thứ năm này với bà tuổi Mão đang gặp được ngày có chính quan nhập cục. Cái điều này cũng cho thấy năng lực của bạn được chứng minh một cách rõ ràng nhất trong những ngày này, và chẳng ai có thể phủ nhận tầm quan trọng của bạn. Và với bà tuổi Mão, hãy cùng chung tay để cho bản thân mình và tập thể ngày càng lớn mạnh hơn nữa nhé. Tuy nhiên, trong vận trình ngày thứ năm này với bà tuổi Mão lại đang gặp ngày có ngũ hành mộc thổ xung khắc. Cái điều này nhắc nhở bản mệnh tuổi Mão nên dành sự quan tâm chăm sóc tới người ấy nhiều hơn, đừng có để cho mối quan hệ mà bạn đã dày công vun đắp trở thành xa cách để rồi tan thành mây khói. Vài câu quyết cho bạn tuổi Mão trong ngày thứ năm này. Tử vi tuổi Ất Mão thuộc mệnh Thủy, đối với những bạn đang còn độc thân, nếu không chịu mở lòng sẽ khó thoát được kiếp độc thân. Tử vi tuổi Đinh Mão thuộc mệnh Hỏa, năng lực của bạn được chứng minh. Tử vi tuổi Kỷ Mão thuộc mệnh Thổ, sức khỏe có thể là mối lo ngại của bạn trong khoảng thời gian này. Tử vi tuổi Tân Mão thuộc mệnh Mộc, cha mẹ và con cái không có được sự hòa thuận. Tử vi tuổi Quý Mão thuộc mệnh Kim, quý nhân giúp sức, giúp cho bạn tìm được chỗ đứng quan trọng trong tập thể. Về đánh giá của bạn tuổi Mão trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 14, số 58, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh dương, màu đen, quý nhân phù trợ, tuổi Mùi, tuổi Tuất, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Thìn, thứ năm, ngày 27 tháng 1 năm 2022. Xem vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi Thìn, cho chúng ta thấy là bạn tuổi Thìn đang gặp ngày có cục diện ngũ hành Thìn Thìn tự hình. Cái điều này ảnh hưởng không hề nhỏ lên tâm trạng của bạn trong ngày hôm nay, và với bạn tuổi Thìn sẽ khó thoát được cảnh buồn phiền chán nản bởi mọi việc sẽ chẳng hề diễn ra như những gì mà bạn mong muốn nhé. Lại thêm, trong vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi Thìn đang gặp ngày có tỷ kim chiếu mệnh, cái điều này càng khiến cho sự cô độc của bạn sẽ tăng lên, và lúc này với bạn tuổi Thìn càng cần có một người bạn để chia sẻ và giải bày những nỗi lòng của mình, chắc chắn bạn sẽ nhận được những lời khuyên vô cùng là giá trị nữa. Và xem tử vi cho thấy hôm nay là ngày 25 tháng chạp năm Tân Sửu, ngày này theo nhị thập bát tú là ngày xấu, vì vậy với bà tuổi Thìn không nên thực hiện những công việc trọng đại như thế là khai trương trổ cửa, xây dựng về nhà cửa, đào ao, đào giếng, tế tự, khai ngoài phong thủy, hay là xuất hành đi xa, hay là ký kết những hợp đồng có giá trị để tránh những rủi ro xảy ra với mình. Và ngày này, theo hải thượng lãn ông, nhân thần nằm ở trong miệng, khắp thân mình và túc dương minh vị kinh. Vì vậy, bạn nên tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, châm chích ở các vị trí này nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi Thìn trong ngày thứ năm này, tử vi tuổi Giáp Thìn thuộc mệnh Hỏa, chia sẻ sẽ giúp cho bạn vơi đi nỗi lòng. Tử vi tuổi Bính Thìn thuộc mệnh Thổ, sức khỏe đang có dấu hiệu bị giảm sút, bạn cần phải chú ý quan tâm nhiều hơn. Tử vi tuổi Mậu Thìn thuộc mệnh Mộc, tâm trạng của bạn buồn phiền, chán nản, khiến cho mọi việc trở nên xấu đi. Tử vi tuổi Canh Thìn thuộc mệnh Kim, hãy tìm niềm vui từ những điều nhỏ nhặt nhất. Tử vi tuổi Nhâm Thìn thuộc mệnh Thủy, nên tránh làm tổn thương các vị trí nhân thần trong ngày hôm nay. Về đánh giá của bạn tuổi Thìn trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 10, số 63, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi Dậu, tuổi Tý, tuổi Thân. Tử vi tuổi Tỵ, thứ năm, ngày 27 tháng 1 năm 2022. Xem vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi Tỵ, cho chúng ta thấy là bạn tuổi Tỵ trong ngày này đang gặp được ngày có thiên ấn chiếu mệnh. Cái điều này sẽ giúp cho bạn hôm nay chắc chắn sẽ đem đến cho bạn có được sự can đảm và dũng cảm hơn bao giờ hết.
Với bạn tuổi Tỵ có thể dùng tài trí của mình để xử lý công việc một cách nhanh chóng và gọn nhẹ mà không vướng phải bất cứ trở ngại nào trong ngày hôm nay nhé. Còn về phương diện tình cảm của bạn tuổi Tỵ trong ngày thứ năm này, cái chuyện tình cảm của bạn cũng trở nên sáng rõ hơn nhiều khi bạn đang gặp được ngày có họa sinh cho thổ vượng. Ngày này, đối với những bạn đang còn độc thân, sẽ nhanh chóng có được cơ hội tìm thấy một nửa phù hợp với mình. Bạn hãy cứ mở lòng, đón nhận tình cảm của đối phương đi đã bạn tuổi Tỵ nhé. Xem tử vi cũng chỉ ra rằng ngày hôm nay với bạn tuổi Tỵ không phải là ngày tốt, vì vậy bạn không nên xuất hành đi xa hay là thực hiện với những công việc quan trọng để tránh những rủi ro xảy ra với mình. Và nếu như có công việc cần phải xuất hành đi xa thì bạn mệnh nên ưu tiên xuất hành theo những hướng tốt như là hỷ thần hướng Tây Bắc và tài thần hướng Tây Nam. Đây là hai hướng sẽ giúp cho công việc của bạn hạn chế những rắc rối xảy ra. Vài câu quyết cho bạn tuổi Tỵ trong ngày thứ năm này. Tử vi tuổi Ất Tỵ thuộc mệnh Hỏa, tình cảm gia đình được hòa hợp, êm ấm. Tử vi tuổi Đinh Tỵ thuộc mệnh Thổ, thời tiết ảnh hưởng không nhỏ tới vấn đề sức khỏe của bản mệnh. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ thuộc mệnh Mộc, sự khiêm tốn mới có thể sẽ giúp cho bạn có được sự yêu mến và cảm phục của mọi người. Tử vi tuổi Tân Tỵ thuộc mệnh Kim, thể hiện được năng lực xuất chúng, ghi điểm trong mắt bạn bè, đồng nghiệp và cấp trên. Tử vi tuổi Quý Tỵ thuộc mệnh Thủy không còn phải lo lắng quá nhiều về vấn đề sức khỏe nữa. Và đánh giá của bạn tuổi Tỵ trong ngày thứ năm này: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 16, số 77, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường màu tím, màu hồng, quý nhân phù trợ tuổi Sửu, tuổi Thân, tuổi Dậu. Tử vi tuổi Ngọ thứ năm ngày 27 tháng 1 năm 2022. Xem vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi Ngọ cho chúng ta thấy là bạn tuổi Ngọ trong ngày này đang gặp được ngày có chính ấn trợ mệnh. Cái điều này sẽ giúp cho vận trình công danh sự nghiệp của bạn đang trên đà được tăng tiến rõ rệt. Ngày này với bạn tuổi Ngọ, nhờ tài trí và sự nhanh nhẹn của bản thân mình, với bạn sẽ sớm đã có thể chiếm được niềm tin của mọi người xung quanh nữa rồi nhé. Lại thêm, trong vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi Ngọ đang gặp được ngày có hỏa thổ tương sinh. Cái điều này cho thấy về chuyện tình cảm của các cặp đôi đang chuyển biến theo chiều hướng tích cực, và sau bao nhiêu thử thách với hai bạn đều đã vượt qua và cả hai có thể tính về chung một nhà nữa rồi. Mối quan hệ giữa vợ chồng cũng trở nên khăng khít và gắn bó hơn nhờ sự đồng cảm và chia sẻ mà cả hai dành cho nhau. Ngày này, xem tử vi cũng cho thấy đối với những gia đình có thai phụ thì không nên dịch chuyển về các vị trí đồ đạc hay là tiến hành sửa chữa, đục đẽo, bởi việc làm này có thể sẽ làm động tới thai thần, ảnh hưởng tới cả người mẹ và thai nhi. Tử vi cũng chỉ ra rằng ngày hôm nay là ngày 25 tháng Chạp năm Tân Sửu, ngày này là ngày sát chủ và theo quan niệm dân gian, ngày này thuộc Bách Kỵ, vì vậy với bạn tuổi Ngọ không nên thực hiện những công việc trọng đại như thế là xây cất về nhà cửa, khai trương hay là ký kết những hợp đồng có giá trị để tránh những rủi ro xảy ra với mình nhé. Vài câu quyết cho bạn tuổi Ngọ trong ngày thứ năm này. Tử vi tuổi Giáp Ngọ thuộc mệnh Kim, công việc được thuận lợi, mưu sự dễ thành. Tử vi tuổi Bính Ngọ thuộc mệnh Thủy, tài trí và sự nhạy bén của bạn có thể khiến cho cục diện xoay chuyển theo chiều hướng tốt đẹp. Tử vi tuổi Mậu Ngọ thuộc mệnh Hỏa, các chuyện tình cảm của bạn chuyển biến theo chiều hướng tích cực, sớm đón tin vui, hạnh phúc cho mình. Tử vi tuổi Canh Ngọ thuộc mệnh Thổ, nghỉ ngơi và thư giãn sẽ giúp cho cơ thể của bạn nhanh chóng được hồi phục về sức khỏe. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ thuộc mệnh Mộc, sự tự tin thái quá chính là rào cản ngăn bạn tiến đến thành công. Và đánh giá của bạn tuổi Ngọ trong ngày thứ năm này: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 19, số 89, giờ tốt từ 3 giờ đến 5 giờ, màu sắc cát tường màu đỏ, màu hồng, quý nhân phù trợ tuổi Dần, tuổi Tuất, tuổi Mùi. Tử vi tuổi Mùi thứ năm ngày 27 tháng 1 năm 2022. Xem vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi Mùi cho chúng ta thấy là bạn tuổi Mùi trong ngày này
đang có điểm báo sẽ khó tránh khỏi việc mất tiền khi bạn đang gặp ngày có kiếp tài chiếu mệnh. Với bạn tuổi Mùi có thể đưa ra những quyết định nóng vội và để rồi tự mình bắt đầu có những sai lầm nối tiếp sai lầm về sau này. Cái điều này sẽ làm cho bạn khó có thể tránh khỏi được việc mất tiền hao của nhé. Ngày này với bạn tuổi Mùi, tiền bạc có thể vì sự liều lĩnh của bạn mà một đi không trở lại, họa phá tài cận kề. Tốt nhất là với bạn tuổi Mùi nên giữ chặt túi tiền của mình và đừng có vội vàng đầu tư vào những cạm bẫy đang giăng sẵn. Việc thất thoát tiền bạc lúc này là điều khó có thể tránh khỏi được với bạn. Còn về phương diện sức khỏe của bạn tuổi Mùi trong ngày thứ năm này, có thể là bị ảnh hưởng ít nhiều khi trong ngày đang gặp ngày có thổ khí vượng và đã đến lúc với bạn tuổi Mùi cần phải chú ý nhiều hơn tới bản thân mình. Đừng có lơ là thêm nữa, sự mệt mỏi, uể oải có thể là dấu hiệu đầu tiên của bệnh tật mà cơ thể muốn cảnh báo cho bạn nữa rồi đó bạn tuổi Mùi nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi Mùi trong ngày thứ năm này, tử vi tuổi Ất Mùi thuộc mệnh Kim, tình cảm gia đình có nhiều mâu thuẫn, bất hòa liên miên. Tử vi tuổi Đinh Mùi thuộc mệnh Thủy, sự liều lĩnh sẽ khiến cho bạn gặp phải nhiều rủi ro đáng tiếc. Tử vi tuổi Kỷ Mùi thuộc mệnh Hỏa, suy xét mọi khía cạnh của vấn đề mới có thể đưa ra được quyết định hợp lý. Tử vi tuổi Tân Mùi thuộc mệnh Thổ, sức khỏe bị ảnh hưởng ít nhiều, bạn cần phải chú ý nhiều hơn tới bản thân mình. Tử vi tuổi Quý Mùi thuộc mệnh Mộc, cẩn thận đừng có để cho rơi vào bẫy của những kẻ tiểu nhân, mất tiền mang tật là khó có thể tránh khỏi. Và đánh giá của bạn tuổi Mùi trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 13, số 55, giờ tốt từ 21 giờ đến 23 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu bạch kim, quý nhân phù trợ, tuổi Mão, tuổi Hợi, tuổi Ngọ. Tử vi tuổi Thân thứ năm ngày 27 tháng 1 năm 2022. Xem vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi Thân cho chúng ta thấy là bạn tuổi Thân đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp Thân Tý Thìn phù trợ. Cái điều này có thể sẽ giúp cho bạn tuổi Thân thở phào nhẹ nhõm khi mọi việc đang diễn tiến theo chiều hướng cực kỳ là thuận lợi với bạn. Và ngày này với bạn tuổi Thân, dù là bạn đã đi làm hay là vẫn đang còn ngồi trên ghế nhà trường, với những thành tích mà bạn đạt được sẽ chứng minh được năng lực khó có ai sánh bằng của bạn nhé. Và may mắn hơn là trong vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi Thân đang gặp được ngày của thực thần ghé thăm. Cái điều này sẽ giúp cho bạn đang có được báo hiệu, sẽ có được nhiều vận may về tiền bạc trong ngày này. Và với bạn tuổi Thân, những dự án đầu tư trước đó của bạn đã mang lại cho bạn có được khoản lợi nhuận không hề nhỏ. Số tiền mà bạn có được trong tay chắc hẳn sẽ khiến cho không ít người phải ganh tị về bạn đó nhé. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi Thân cũng đang gặp được ngày có thổ sinh cho kim vượng. Cái điều này cũng cho thấy sẽ chẳng có điều gì có thể ngăn cản được cái chuyện tình cảm của hai người đến với nhau. Sự chấp thuận của hai bên gia đình, cả hai hãy chuẩn bị về tinh thần, về chung một nhà trong khoảng thời gian gần nhất nữa rồi đó nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi Thân trong ngày thứ năm này, tử vi tuổi Giáp Thân thuộc mệnh Thủy, hãy tự tin vào năng lực của chính bản thân mình. Tử vi tuổi Bính Thân thuộc mệnh Hỏa, tình cảm gia đình, cha mẹ, con cái vô cùng là hòa hợp. Tử vi tuổi Mậu Thân thuộc mệnh Thổ, công việc được thuận lợi khiến cho tinh thần của bạn trở nên phấn chấn hơn. Tử vi tuổi Canh Thân thuộc mệnh Mộc, đừng có bỏ lỡ cơ hội để có được hạnh phúc về sau này. Tử vi tuổi Nhâm Thân thuộc mệnh Kim, tiền bạc được rủng rỉnh, chẳng lo không có tiền tiêu. Và đánh giá của bạn tuổi Thân trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 21, số 78, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu ánh kim, quý nhân phù trợ, tuổi Thìn, tuổi Tý, tuổi Tỵ. Tử vi tuổi Dậu thứ năm ngày 27 tháng 1 năm 2022. Xem vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi Dậu cho chúng ta thấy là bạn tuổi Dậu nhờ có được ngũ hành lục hợp che chở, cái điều này cho thấy với bạn tuổi Dậu trong ngày hôm nay dễ kiểm soát được những tình huống bất ngờ phát sinh, và bạn tuổi Dậu trong ngày này còn có được cơ hội hợp tác về đầu tư với những đối tác đáng tin cậy, hứa hẹn sẽ mang về những lợi ích đáng giá trong tương lai của mình nữa nhé.
Tuy nhiên á, trong vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi Dậu lại đang gặp ngày có thương quan giáng mệnh. Cái điều này khiến cho vận trình của bạn trở nên bấp bênh hơn và chỉ cần một nước đi sai lầm với bạn tuổi Dậu sẽ phải trả giá đắt và mất cả những gì mà bản thân bạn đã vất vả bấy lâu mới có được. May mắn là trong ngày thứ năm này với bạn tuổi Dậu, về tình hình tài chính của bạn không có quá nhiều biến động khi bạn đang gặp được ngày có thổ kim tương sinh. Có vẻ như những hoạt động và kinh doanh buôn bán không phải là sở trường của bạn, nhưng đây là lúc với bạn tuổi Dậu tìm kiếm và trải nghiệm những điều mới mẻ, luôn cập nhật và thay đổi mỗi ngày. Cái điều này cũng sẽ giúp cho bạn có được vận may về tiền bạc nhé. Vài câu quyết cho bạn tuổi Dậu trong ngày thứ năm này. Tử vi tuổi Ất Dậu thuộc mệnh Thủy, sự cố phát sinh, mọi việc có thể vượt ngoài tầm kiểm soát của bạn. Tử vi tuổi Đinh Dậu thuộc mệnh Hỏa, tài chính ổn định, không phải lo lắng quá nhiều về tiền bạc. Tử vi tuổi Kỷ Dậu thuộc mệnh Thổ, hãy nghỉ ngơi đúng cách để sớm phục hồi lại nguồn năng lượng đã mất. Tử vi tuổi Tân Dậu thuộc mệnh Mộc, chỉ cần một nước đi sai lầm, mọi thứ sẽ đổ sông đổ bể. Tử vi tuổi Quý Dậu thuộc mệnh Kim, có được cơ hội hợp tác làm ăn hứa hẹn. Và đánh giá của bạn tuổi Dậu trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 12, số 66, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi Tỵ, tuổi Sửu, tuổi Thìn. Tử vi tuổi Tuất thứ năm ngày 27 tháng 1 năm 2022, xem vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi Tuất cho chúng ta thấy là bạn tuổi Tuất trong ngày này đang chịu ảnh hưởng của cục diện ngũ hành tứ hình xung Thìn Tuất Sửu Mùi. Cái điều này làm cho mối quan hệ tình cảm giữa bạn với mọi người xung quanh trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Xuất phát từ những điều nhỏ nhặt, với những mâu thuẫn thiêu đốt cứ lớn dần lên và trở thành vật cản ngăn bạn tiến tới những mục tiêu mà bản thân bạn đã đề ra. Trong vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi Tuất á, cũng đang gặp ngày có tỷ kim chiếu mệnh. Cái điều này nhắc nhở bạn mệnh chớ nên tự tin thái quá vào bản thân mình để rồi gây ra những sai lầm đáng tiếc. Với bạn tuổi Tuất hãy dành nhiều thời gian để giao lưu, gặp mặt mọi người xung quanh cũng như là mở mang thêm tầm mắt nữa nhé. Và xem tử vi cho thấy hôm nay là ngày 25 tháng Chạp năm Tân Sửu, ngày này là ngày sát chủ theo quan niệm dân gian, ngày này thuộc Bách Kỵ, trăm sự đều kỵ. Vì vậy với bạn tuổi Tuất không nên tiến hành những công việc trọng đại trong ngày hôm nay, như thế là xây cất về nhà cửa hay là khai trương, xuất hành, cưới hỏi hay là ký kết những hợp đồng có giá trị để tránh những rủi ro xảy ra với mình nhé. Vài câu quyết cho bạn tuổi Tuất trong ngày thứ năm này. Tử vi tuổi Giáp Tuất thuộc mệnh Hỏa, nhanh chóng tìm cách hóa giải những hiểu lầm, mối quan hệ của bạn sẽ trở nên tốt đẹp hơn. Tử vi tuổi Bính Tuất thuộc mệnh Thổ, đừng có tự cô lập bản thân, hãy nhìn ra thế giới để mở mang tầm mắt. Tử vi tuổi Mậu Tuất thuộc mệnh Mộc, chớ nên làm việc trọng đại trong ngày hôm nay. Tử vi tuổi Canh Tuất thuộc mệnh Kim, sống khiêm tốn chính là chìa khóa mang lại thành công cho bạn. Tử vi tuổi Nhâm Tuất thuộc mệnh Thủy, mối quan hệ với mọi người trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Và đánh giá của bạn tuổi Tuất trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 19, số 85, giờ tốt từ 3 giờ đến 5 giờ, màu sắc cát tường, màu cà phê, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Ngọ, tuổi Dần, tuổi Mão. Tử vi tuổi Hợi thứ năm ngày 27 tháng 1 năm 2022, xem vận trình ngày thứ năm này với bà tuổi Hợi cho chúng ta thấy là bà tuổi Hợi trong ngày này đang có được báo hiệu bạn gặp được ngày có thiên tài ghé thăm. Cái điều này mang đến cho bạn có được nhiều tin vui về tài lộc bất ngờ có thể đến với bạn trong ngày hôm nay. Và với bà tuổi Hợi, hãy tận dụng sự nhạy bén của mình để có thể nhanh nhạy nắm bắt lấy thời cơ, tiền sẽ về đầy tay nữa nhé. Tuy nhiên á, trong ngày thứ năm này với bạn tuổi Hợi lại đang gặp ngày có thủy thổ bất dung. Cái điều này cho thấy với những mâu thuẫn tranh cãi trong khoảng thời gian gần đây chính là nguyên nhân khiến cho chuyện tình cảm của hai bạn dần vào bế tắc. Và nếu như hai người không sớm ngồi lại để trò chuyện thẳng thắn, hóa giải mọi muộn phiền thì chẳng thể có được một kết thúc tốt đẹp cho câu chuyện tình cảm của bạn nữa đâu nhé.
Và ngày thứ năm này với bạn tuổi Hợi, xem tử vi cho thấy nếu như bạn có công việc cần phải xuất hành đi xa thì nên ưu tiên xuất hành theo những hướng tốt như là hỷ thần hướng Tây Bắc, tài thần hướng Tây Nam. Đây là hai hướng sẽ giúp cho công việc của bạn gặp được nhiều may mắn và thuận lợi hơn. Về câu quýt cho bạn tuổi Hợi trong ngày thứ năm này, tử vi tuổi Ất Hợi thuộc mệnh Hỏa đừng bỏ lỡ cơ hội kiếm tiền đang bày ra trước mắt mình. Tử vi tuổi Đinh Hợi thuộc mệnh Thổ, bệnh tật có thể tìm đến bất cứ lúc nào, đừng có chủ quan. Tử vi tuổi Kỷ Hợi thuộc mệnh Mộc, gia đạo bất hòa, khó được an yên. Tử vi tuổi Tân Hợi thuộc mệnh Kim, có được vận may về tài lộc sẽ tìm đến, bạn đừng có bỏ lỡ cơ hội đáng quý này. Tử vi tuổi Quý Hợi thuộc mệnh Thủy, cái chuyện tình cảm rơi vào bế tắc, khó được an yên. Và đánh giá của bạn tuổi Hợi trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 20, số 76, giờ tốt từ 3 giờ đến 5 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu xanh dương, quý nhân phù trợ, tuổi Mùi, tuổi Mão, tuổi Dần. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip, đừng tiếc like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.